Bùa công nha bạn. Cái ngọn này nó hơi dần đột ngột nha các bạn, tại mình cái ngọn chưa, người ta chưa có nuôi lên, tôi chưa có bẻ được. Mốt lên các bạn bẻ 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 lên tí xíu nữa, chưa có ngọn nữa các bạn, nhìn giống như cái ngọn nó bị dần đột ngột vậy. Mốt ra từ bẻ lên từ từ lên lên khoảng tới đây các bạn. Lên cao tí xíu nữa, ngọn nó mới không có cảm giác dần đột ngột. Nhưng mà mấy cái cành này nuôi ra xa tí xíu nó dừng. Mấy cái này mình mới giật nhịp vô hà. Mấy cái cành này nó cũng bự ạ, cũng cả ngón tay mình rồi. Nu nu công. Nu công nha bạn. Cái này sát gốc chắc khoảng 89 gần 30 quá. Cái này đế đẹp. Nở đế cắm cắm luôn. Cây số 1 nha bạn. Clip này cũng có hai cây nữa bạn. Cây này cây số 1. Cây này da, màu da nó cũng đẹp. Nu nó cũng ngon, cũng được. Cái ngọn cái này nếu không thích bỏ luôn như này cũng được nè. Uống khúc trên, uống từ khúc này, khúc này đổ lên, sau này lên cái ngọn tí xíu nữa, giống như một cái cây cổ thụ khúc trên thôi. Cái này người ta có một cành đó mà tôi đục bỏ nó bị rối quá, chứ mới thôi này, cái sẹo mới mới đục bỏ cái cành này, người ta nó dắt lên tới đây mà người ta uống luôn, bỏ luôn. Cái số 1 nha bạn. Cây số 2 nè. Cây số 2 nhìn nó thông cây hơn. Nó chỉ có một cái vết sẹo duy nhất chỗ này nè, mà nó là gần liền này. Mình hết cây này mốt không có sẹo luôn. Cái cành chỗ này mình thúc vô mốt đó. Mốt ra tiếp thì mình nuôi nha các bạn. Hai cây nha các bạn. Ok. Cây này nó cao hơn cây số 1, cây này cây số 2 nha các bạn. Cây này cái chiều cao nó khoảng 28 á. Cây này cây số 2 nha các bạn. Nu công. Nếu mình có hai cây, cây này mình cảm giác là nó đẹp hơn cây số 1 quá nhiều bạn. Cây số 1 sau này nếu mình uống thì ngon thì nó cũng nó rậm chi, cũng không có thui cây này đâu. Hai cây nha các bạn.